giải phóng mặt bằng được xem là khâu khó khăn nhất trong quá trình triển khai dự án. Tuy nhiên, bằng sự tận tâm trách nhiệm, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Thái Nội, xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ, Nguyễn Văn Định đã linh hoạt vận dụng sáng tạo trong công tác dân vận để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Nhờ đó, các nút thắt đã được tháo gỡ, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Ngay sau khi xã có chủ trương mở rộng tuyến đường trục chính có chiều dài 1,2 km, rộng từ 3,5 m thành 7 m, trải áp phan có hệ thống thoát nước, ông Định cùng với ban lãnh đạo thôn đến từng hộ dân để giải thích tuyên truyền về chủ trương và lợi ích của việc mở rộng đường. Nhờ vậy, trên 40 hộ dân xây dựng lều lán, quán bán hàng đã tự tháo dỡ công trình bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Khi vận chuyển cái rau màu mà đường nó hẹp thì rất là khó đi. Nhưng khi được đồng chí bí thư kiêm trưởng thôn vận động, nhân dân rất vui mừng phấn khởi giải tỏa và làm con đường to để phát triển nông thôn mới. Trước đó, việc giải phóng mặt bằng dự án đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở do Ủy ban nhân dân xã làm chủ đầu tư gặp không ít khó khăn do người dân chưa hiểu về chủ trương chính sách của dự án. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu tâm lý của người dân, ông Định đã tổ chức họp bàn tuyên truyền với các hộ dân có đất. Nhờ giải thích thấu tình, đạt lý mà cả 19 hộ dân đã vui vẻ bàn giao đất cho dự án. Hay như khi triển khai xây dựng nhà văn hóa thôn, bên cạnh nguồn hỗ trợ của cấp trên, ông Định vận động xã hội hóa nhân dân đóng góp một phần kinh phí và mua sắm cơ sở vật chất. Thì phải thực hiện những các cái chủ trương chung, làm sao bám sát vào cái nghị quyết của Đảng ủy và ban nhân xã, thống nhất trong ban chỉ ủy, xây dựng nghị quyết sát đúng với thực tế để đưa thông qua chi bộ để thực hiện và vận động bà con nhân dân. Thái Nội có trên 350 hộ dân với 1.000 nhân khẩu, 100% hộ dân theo đạo Công giáo, trên 200 hộ dân đi làm ăn xa. Hiểu được tình hình địa phương, ông Định đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, giải thích về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước để bà con hiểu được ý nghĩa tầm quan trọng của từng dự án, từ đó vui vẻ đồng thuận. Trong công tác tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân, giáo dân của giáo xứ, bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn Thái Nội, ngoài việc tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thu hồi đất thì đối với công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nội quy quy định của địa phương đạt hiệu quả rất cao. Những kết quả đáng tự hào ấy, theo ông Định, có sự đoàn kết chung sức của cả tập thể lãnh đạo chi bộ, ban lãnh đạo thôn và nhất là sự chung sức đồng lòng đoàn kết của tất cả người dân. Nhờ đó, Thái Nội đã trở thành địa phương có tốc độ phát triển kinh tế khá của xã, nhiều năm không để xảy ra mất an ninh trật tự, tai tệ nạn xã hội.